những thời điểm mà chúng ta đang đứng ở cái gọi là năm năm mới. Tôi sẽ nhìn thấy Chúa là những điều mới ở trên mỗi cuộc đời của chúng ta, là những người bước đi theo Chúa. Và chúng ta nói rằng chúng ta tin nơi lời của Chúa cho chúng ta, Ngài luôn muốn làm những việc mới ở trong những cái chỗ không có hy vọng. Tôi khuyên quý vị đừng bao giờ mất đi hy vọng, mất đi sự tin cậy ở nơi Chúa. Đừng bao giờ quý vị, dù rằng thực tế chúng ta bị đối diện và chúng ta phải đối diện với vấn đề của thực tế là như thế nào, tôi khuyên mọi chúng ta nên nhớ rằng Chúa của chúng ta là đấng luôn muốn làm những việc mới. Đó là cái điều thứ nhất. Đó là cái cách Chúa làm việc mới. Đó là Ngài làm việc ở những nơi tưởng chừng như không có hy vọng. Ở đây là lòng dân sự không còn tin cậy nơi Chúa nữa. Quý vị đọc đó, họ không buồn nhóm đại nữa, họ không buồn dân thiến nữa, không buồn dân của tế lễ nữa, lòng dân sự không còn gì cả. Nhưng mà Chúa nói là ta sắp làm một việc mới. Ta sắp làm một việc mới. Và bây giờ tiếp theo nữa, đó là chúng ta thấy Chúa làm việc mới như thế nào. Tôi hỏi đây, đồng vắng và sa mạc nào của tâm hồn, của gia đình, của hội thánh mà Đức Chúa Trời đang muốn làm việc mới? Tôi muốn hỏi điều này đến cho quý vị, mọi chúng ta. Đồng vắng và sa mạc nào ở trong tâm hồn của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta, ở trong hội thánh của Chúa mà Đức Chúa Trời đang muốn làm việc mới đây? Đức Chúa Trời đang muốn làm việc mới đây. Ai trong chúng ta đang đối diện với điều này, hãy tin nơi Chúa rằng Ngài đang muốn làm việc mới. Rồi cái cách làm việc mới của Chúa như thế nào? Quý vị nghĩ coi cái cách Chúa muốn làm việc mới như thế nào. Ngài làm những việc mới qua gì quý vị? Qua chính chúng ta. Quý vị thấy à, cái cách Chúa làm việc mới đó là Ngài làm việc mới qua qua chính mọi đời sống của chúng ta. Tôi nhớ đó lời Chúa phán ở trong Giăng đoạn 14 câu 12, kẻ nào tin ta thì sẽ làm việc ta làm, lại làm việc lớn hơn nữa. Ngày tôi về, tôi nhận một cái hội thánh á, thì tôi có một cái lời cố vấn của mục sư tiền nhiệm nói cho tôi biết á, cái nan đề lớn nhất ở trong hội thánh này đó mục sư, đó là cái dòng cốt bộ trong hội thánh, tức là dường như kiểm tra lại thì những cái cốt bộ trong hội thánh á, cái hôn nhân của họ đều có gia đình á, có người thì bỏ vợ, có người thì bỏ chồng, rồi có người thì ngoại tình, đủ thứ đó, đủ thứ chuyện đó. Cho nên hồi đó mục sư nhớ cái vấn đề lớn nhất đó của hội thánh ở đây, đó là dòng cốt bộ. Và quý vị biết tôi là một người độc thân, nhận một hội thánh mà có vấn đề về gia đình trẻ. Khi tôi tiếp xúc với một cái cặp vợ chồng đó thì họ cưới nhau, con lớn của họ là 18 tuổi, tức là họ cưới nhau gần 20 năm, quý vị biết đó. Họ đi nhóm thì rất là trung tín, mà dân hiến thì cũng rất là trung tín. Nhưng mà tôi nhận thấy là người vợ với người chồng đó rất là lạ, tức là họ đối xử với nhau rất là lạ. Một cái cách họ đối xử mà tương gần cả một năm tôi ở hội thánh, họ tôi quan sát với nhau, tôi nói họ có biết giống con chó hay với con mèo với nhau đó, tức là lúc nào cũng kình nhau, họ hơn thịt nhau. Có một lần tôi mới nói với lại nói chuyện riêng với lại người chồng, tôi nói là đó giờ bao nhiêu năm nay là cái cách anh đối xử cái như vậy đó với lại chị vậy đó, là cái cách anh nói chuyện với chị vậy đó. Là tôi hỏi nói nha, Si cũng đã xem cái cách dạy với tôi, chả có gì mới cả. Tôi nói nhá, đúng rồi, nó quen như vậy rồi, chả có gì mới cả. Nhưng mà anh nghĩ là Chúa có thể làm điều mới trên gia đình của anh không? Nó Chúa làm điều mới trên gia đình của tôi, nghĩa là sao? Tôi nói nha, Chúa làm điều mới trên gia đình anh, đó là anh cùng cộng tác với Chúa để làm điều mới đó. Chúng làm điều đó đó. Chúa đang làm ý như vậy rồi, đời xem cái cách như vậy rồi, không có thay đổi gì hết á. Anh không có chịu thay đổi, anh không có chịu làm cái gì mới đó. Bây giờ anh cậy ơn Chúa để làm cái điều gì mới đi. Đối với chị coi, khác một chút, nhưng mà ở trong cái sự hướng dẫn của Chúa. Quý vị biết cái thì đó tới ngày lễ tình nhân, khác với mọi năm, anh mua một cái bình hoa rất là đẹp, anh để nhà.
anh để anh viết lên trên cái thiệp đó, anh để là tên của chị đó, rồi anh để dưới là anh thương chị. Quý vị biết anh làm gì đó, sau ngay buổi sáng sớm 6 giờ cầu nguyện, chị đến buổi nhóm cầu nguyện ngày hôm sau, chị đến buổi nhóm cầu nguyện buổi sáng, chị ngồi chị chảy nước mắt, chị nói là mười mấy năm nay rồi cái đoạn nhau không à, nhưng mà hôm nay anh làm cái điều mới. Năm nay ngày hôm qua anh làm cái điều rất là mới, rất là lạ. Tôi nói nhá, chị phải ghi nhận anh làm điều mới, và chính chị cũng phải làm điều mới lại với anh. Đừng có đờ xem cái cách như vậy, đừng có rồi trở về rồi hỏi ổng là ủa hôm qua ăn nhập cái giống gì vậy, thì nó đang làm cái điều đó vậy. Nhưng mà phải ghi nhận cái sự chân thành của ảnh trong cái việc ảnh muốn một cái điều gì đó mới trong cái hôn nhân của gia đình và hôn nhân của anh chị. Thực sự đâu quý vị, tới ngày mà tôi trở thánh thì họ nói một cách nghiêm túc rằng hôn nhân của họ thay đổi rất là nhiều, hôn nhân của họ rất là được phước và thay đổi rất là nhiều. Điều tôi muốn nói ở đây đó là đôi lúc chúng ta trông chờ Chúa làm một cái điều gì đó mới, nhưng mà chúng ta quên một điều rằng Chúa làm cái điều gì đó mới qua chính chúng ta. Quý vị có công nhận điều đó không? Chúng ta muốn rằng Chúa ơi, Chúa làm cái điều gì đó mới ở trên hội thánh của chúng ta. Điều đó không có gì là sai, nhưng mà Chúa làm điều mới đó bằng cách nào quý vị? Bằng chính mỗi chúng ta ngồi ở đây nè. Chính chúng ta sẽ thấy là tôi phải làm một cái điều gì đó mới cho hội thánh. Đúng không quý vị? Chúa thôi thúc lòng của chúng ta nói Chúa ơi, con muốn cái hôn nhân của con thay đổi mới, cái hôn nhân của con thay đổi mới, gia đình của con thay đổi mới. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng Chúa muốn làm điều mới đó. Thực sự quý vị còn miệng không sai, và Chúa cũng rất là muốn làm cái điều mới đó. Nhưng mà Chúa làm cái điều mới đó qua đâu quý vị? Qua chính chúng ta. Chúng ta không thể nào ngồi cầu nguyện để Chúa ơi cho cái người nghịch con đó đến đây để làm quà với con chứ. Không bao giờ chúng ta cầu nguyện điều đó. Nhưng mà Chúa nói là chính con sẽ làm điều mới, con sẽ đến với người đó, con sẽ làm quà với người đó. Không quý vị, có những khi Chúa muốn. Cho nên ở đây tôi muốn nói đó là Chúa làm việc mới, Chúa luôn muốn làm việc mới. Nhưng mà Chúa làm việc mới đó qua đâu quý vị? Qua chính chúng ta. Quý vị có nhận điều này không? Quý vị có nhận điều này không? Do là mỗi chúng ta ở đây là một người để góp phần vào trong cái việc mới mà Chúa chúng ta muốn làm. Đúng không quý vị? Chúng ta muốn có cái gì mới? Có cái điều gì mới? Chúng ta ngồi đó mà phê bình chương trình thờ phượng thế này, ban thanh tráng niên thế nọ, ban thiếu nhi thế nọ, rồi chúng ta có thấy điều gì mới không? Thấy điều gì mới không quý vị? Sao không bao giờ chúng ta thấy điều gì mới đâu. Nhưng mà chính chúng ta là cái người bước vào trong đó, bước vào trong đó góp một cái phần nào đó tươi mới cho những cái công việc mà mình thấy là nó chưa có mới đó. Và rồi chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ làm những việc mới ở trong những cái chỗ đó. Quý vị có đồng ý điều này không ạ? Chúng ta nhìn lại đời sống thuộc linh của chúng ta một năm, có gì mới không? Có gì mới không quý vị? Mà thì chúng ta nói không có gì mới cả. Chúng ta lại nhớ rằng Chúa muốn làm điều mới, và điều đó mới đã bắt đầu từ nơi chúng ta. Đó là lý do mà tại sao năm nay tôi lại có một cái sự thách thức cho mỗi chúng ta về việc đọc Kinh Thánh. Và tôi tính ra ngày nào đọc đoạn nào quý vị đánh dấu vào và quý vị gửi lại cái lịch đọc Kinh Thánh đó cho tôi. Và nếu chúng ta muốn làm điều mới, muốn thấy Chúa làm điều mới trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải kết hợp với Ngài để làm những việc mới. Đúng không quý vị? Chúng ta phải kết hợp với Ngài để làm những việc. Cách Chúa làm việc mới đó là Ngài làm những việc mới qua chính đời sống của chúng ta. Ô, tôi ao ước sẽ thấy nhiều việc mới mà Chúa làm, đúng quý vị? Tôi ao ước nhiều việc mới. Dĩ nhiên trong năm vừa qua chúng ta cũng nhìn thấy những công việc mới, những con người mới trong hội thánh Chúa. Nhưng mà chúng ta ao ước sẽ nhiều hơn, Chúa sẽ làm nhiều hơn. Có một cái video clip. Dĩ nhiên
nó là một video để gợi ý cách nào mà quý vị có thể bắt đầu làm việc mới. Cho sự giúp đỡ của Chúa. Quý vị coi video này nó hơi nhanh một chút, nhưng mà tôi thách thức challenge quý vị để thấy những cái sự thay đổi nếu chúng ta bắt đầu cùng với Chúa để làm điều mới. Chào quý vị, bây giờ quý vị coi video này. Vì thế tôi quyết định đi theo con đường của nhà triết học vĩ đại người Mỹ Morgan Spurlock và thử làm một điều gì đó mới trong vòng 30 ngày. Ý tưởng thực ra rất đơn giản. Hãy nghĩ về những điều mà bạn đã mong muốn được thực hiện suốt cả cuộc đời và thử làm nó trong 30 ngày tới. Nói ra, 30 ngày là một khoảng thời gian vừa đủ để thêm vào hoặc loại bỏ một thói quen. Như xem tin tức chẳng hạn trong cuộc sống của bạn. Tôi đã học được một số điều trong khi thực hiện thử thách trong 30 ngày đó. Điều đầu tiên là thay vì có những ngày tháng trôi qua dần bị lãng quên, thì thời gian trở nên đáng nhớ hơn nhiều. Đây là một ví dụ trong thử thách chụp mỗi ngày một bức ảnh trong một tháng. Và tôi nhớ chính xác nơi tôi đã ở và những việc tôi làm vào ngày hôm đó. Và tôi cũng nhận thấy rằng khi tôi bắt đầu thực hiện những thử thách 30 ngày nhiều hơn và chăm chỉ hơn, thì sự tự tin của tôi tăng lên. Tôi chuyển từ một nhân viên say mê máy tính suốt ngày thành một người đàn ông đạp xe đi làm chỉ cho vui mà thôi. Thậm chí vào năm ngoái, tôi đã leo lên đỉnh Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất châu Phi. Tôi chưa từng thích phiêu lưu đến vậy trước khi tôi bắt đầu thử thách 30 ngày đó. Và tôi cũng đã tìm ra rằng nếu bạn có đủ khao khát để làm một việc gì đó, bạn có thể làm mọi việc trong 30 ngày. Bạn đã bao giờ muốn viết một tiểu thuyết chưa? Cứ mỗi tháng 11, 10.000 người cố gắng viết những tiểu thuyết dài 500.000 từ của họ từ con số 0 trong vòng 30 ngày. Việc đó có nghĩa tất cả những gì bạn phải làm là viết 1.667 từ mỗi ngày trong vòng 1 tháng. Và tôi đã làm điều đó. Nhân tiện bí quyết ở đây là không đi ngủ cho tới khi bạn đã viết được số từ yêu cầu cho một ngày. Bạn có thể bị thiếu ngủ, nhưng bạn sẽ hoàn thành tác phẩm của mình. Vậy tác phẩm của tôi có phải là một tiểu thuyết vĩ đại tiếp theo của nước Mỹ không? Không. Tôi viết nó trong một tháng, nó rất kinh khủng. Nhưng trong suốt phần đời còn lại của mình, nếu tôi có gặp John Hoffman trong một buổi tiệc của thế, tôi không phải giới thiệu rằng tôi là một chuyên gia máy tính. Không, tôi có thể nói rằng tôi là một tiểu thuyết gia. Và đây là điều cuối cùng tôi muốn đề cập. Tôi học được rằng khi đạt được những thay đổi nhỏ và dễ duy trì, những việc tôi có thể tiếp tục làm, thì chúng sẽ dễ trở thành thói quen của tôi hơn. Chẳng có vấn đề gì với những thử thách lớn lao. Trên thực tế, chúng chứa cả tấn điều thú vị, nhưng chúng thường khó duy trì hơn. Khi tôi kiên đường trong 30 ngày, ngày thứ 31 sẽ như thế này đây. Và đây là câu hỏi dành cho các bạn. Bạn còn chờ đợi gì nữa? Tôi đảm bảo với bạn rằng 30 ngày tới đang sắp sửa qua đi dù bạn có muốn hay không. Vậy tại sao không nghĩ về việc gì đó bạn đã luôn muốn được thử và bắt đầu thực hiện nó trong 30 ngày tới? Cảm ơn các bạn. Quý vị coi video này, quý vị thấy điều gì? Hả quý vị? Ừ. 30 ngày nữa sẽ trôi qua, đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ chẳng làm được điều gì, và sẽ chẳng có điều gì mới, đúng không quý vị? Hoặc nó sẽ có những thay đổi. Tôi nhắc lại điều này rất là quan trọng cho mọi chúng ta ngồi ở đây. Tôi nhắc lại điều này rất là quan trọng cho mỗi chúng ta đang ngồi ở đây. Có bao giờ chúng ta cảm thấy một ngày như mọi ngày không quý vị? Có quý vị? Chúng ta sẽ thấy một ngày như mọi ngày, một tuần như mọi tuần, một tháng như mọi tháng và một năm như mọi năm. Chúng ta cũng ăn mừng New Year đó, rồi thì tới Tết ta, rồi thì tới Tuân Khó, Phục Sinh, lễ mẹ, lễ cha, lễ độc lập, có không quý vị? Thanksgiving, Giáng sinh, rồi New Year đó, rồi Tết ta đó. Và quay lại tôi nói tôi về Hội Thánh này hơn bạn.
Có bây giờ chúng ta cảm thấy một ngày như mọi ngày, một tháng như mọi tháng, một năm như mọi năm, chúng ta chẳng làm được điều gì mới cả, trong khi Chúa rất là muốn chúng ta làm điều gì đó mới. Chúa rất là muốn làm điều gì đó mới qua mọi chúng ta, trên gia đình của chúng ta, trên hội thánh của Chúa, trên đời sống của chúng ta, trên gia đình của chúng ta và trên hội thánh của Chúa. Chúng ta có cảm thấy mệt mỏi, chán nản trong cuộc sống, trong gia đình mình và cả trong hội thánh không? Có bao giờ chúng ta rơi vào trong cái tình trạng như vậy không? Hoặc là boring, chúng ta có thể cảm thấy cái điều đó. Vâng. Và tôi muốn chúng ta suy nghĩ, Đức Chúa Trời đang muốn chúng ta cùng Ngài làm việc mới ngay bây giờ. Đức Chúa Trời đang muốn chúng ta làm việc mới ngay bây giờ. Ngay bây giờ, ngay trong đời sống của chúng ta đặt ra những chỉ tiêu gì? Tôi nhắc lại, nó có thể không phải là điều mới và khó lắm, nhưng mà nó có cái sự thách thức của mọi chúng ta trong đó. Hồi nãy chúng ta thấy đó, một cái thách thức nhỏ, một thách thức nhỏ nhưng mà đạt cho chúng ta được những cái công việc mới. Và tôi xin thưa quý vị, lịch đọc Kinh Thánh tháng 2 đã có. Tuần sau quý vị gửi lại cho tôi lịch đọc Kinh Thánh tháng 1. Tôi nói đọc Kinh Thánh bằng video, tôi cũng đưa cho anh Chánh đầy đủ bộ cửa và bộ tân ước. Anh Chánh sẽ bên ra cho những ai cần thiết để đọc. Năm nay, tôi ao ước rằng cuối năm chúng ta sẽ lấy lại có một cái việc mới trong năm 2012. Đó là con đã đọc hết Kinh Thánh. Đúng không quý vị? Đó là một cái việc mới. Nhưng mà tôi còn tin chắc rằng có nhiều điều mới hơn nữa khi quý vị đọc lời Chúa trong đó. Quý vị muốn điều gì mới trong gia đình của mình, hãy nhìn lại gia đình của mình và muốn điều gì mới. Chúa muốn làm điều mới và Chúa làm qua mỗi chúng ta. Hãy làm điều đó cho vợ của mình, cho chồng của mình, cho các con của mình, cho cha của mình, cho mẹ của mình. Tôi mong rằng mỗi chúng ta sẽ thấy được thể nào là mới mà Đức Chúa Trời muốn làm cho mỗi chúng ta. Và ngay trong hội thánh của Ngài nữa. Quý vị hãy bắt đầu và đừng để thời gian trôi qua để chúng ta không kinh nghiệm điều gì mới. Tôi muốn kết luận ở đây, Chúa luôn muốn làm những việc mới, những việc ngoài sự suy tưởng của chúng ta. Và Ngài làm những việc mới đó qua chính mỗi đời sống của chúng ta. Đúng không quý vị? Đúng không? Quý vị đọc lại Kinh Thánh, quý vị thấy á, ở trong công vụ các sứ đồ đó, ai là người tiếp tục cái công việc của Chúa Giê-xu quý vị? Những sứ đồ, đúng không quý vị? Và quý vị có thấy thể nào Chúa đã làm công việc của Ngài qua những sứ đồ đầu tiên không? Quý vị có thấy điều đó không? Chúng ta thấy rất là rõ ràng là Đức Chúa Trời đã làm công việc của Ngài qua những cái sứ đồ đầu tiên. Ngày hôm nay Ngài làm những việc mới đó qua chính đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn, nào hãy bắt tay vào làm những công việc mới cho chính đời sống của mình. Quý vị nhìn lại hội thánh của Chúa và nhìn lại thực sự chúng ta thấy cần những việc nào mới để chúng ta làm. Mỗi quý vị ở đây, mỗi chúng ta ở đây, chúng ta cầu nguyện Chúa hãy làm những việc mới cho chính đời sống mình, cho gia đình mình, cho hội thánh Chúa, cho những người khác để kinh nghiệm những điều mới mẻ mà Chúa muốn chúng ta làm. Bây giờ chúng ta quý vị cùng đứng lên và chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh này. Chúng ta cùng nhau đọc một cái chậm rãi và đọc ra. Đây, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng thánh và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cái này một lần nữa, nhưng mà tôi muốn chúng ta thay thế. Quý vị sẽ thay thế này, ta sắp làm một việc mới. Qua chính tên của quý vị. Đúng không quý vị? Quý vị thay rồi. Thế này, này ta sắp còn làm một việc mới. Qua hải, ví dụ như vậy. Quý vị đặt tên của quý vị vô. Trong đó không? Việc này sẽ hiện ra ngay. Hải há chẳng biết sao? Ví dụ như vậy. Quý vị sẽ đặt tên của quý vị vô trong cái câu Kinh Thánh này. Chúng ta sẽ đọc lại rồi chúng ta sẽ đặt tên của mình vô trong cái câu Kinh Thánh này quý vị. Đây, đã sắp làm một việc mới qua chính ai? Mình.
việc này sẽ hiện ra ngay. Các người hãy chậm đi tà, ok. Việc chúng ta học lại ngay, quý vị bỏ tên quý vị vô trong cái câu kinh thánh này. Này, ta sắp làm một việc mới qua chính tân. Việc này sẽ hiện ra ngay. Tân há chẳng biết sao. Ấy là ta sẽ bạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Quý vị bỏ tên quý vị vô được chưa? Chúng ta tin là Chúa muốn làm việc mới không quý vị? Tôi ước là Chúa sẽ dùng mỗi chúng ta để làm những công việc mới. Và tôi nhắc lại, những công việc mới đó cho chính đời sống của chúng ta. Nhìn lại một năm trôi qua theo Chúa, đời sống chúng ta như thế nào? Chúng ta có được thách thức để làm sự tươi mới trong sự ca ngợi Chúa hay không? Cho nên khi chúng ta đến đây ca ngợi Chúa, chúng ta có được thách thức rằng mình sẽ làm một sự tươi mới trong sự ca ngợi Chúa hay không? Chúng ta có được thách thức trong sự tươi mới để đọc lời Chúa, hay là thách thức trong sự tươi mới để tương giao với Chúa hay không? Chúng ta có mong muốn rằng Chúa sẽ giúp chúng ta để làm sự tươi mới đó ở ngay trong gia đình của chúng ta, với những người thân yêu của chúng ta, và ngay trong hội thánh của Chúa.